chương 4, phó thác, hạ. Phương Lưu Vân cũng không thấy biết dùng người già sẽ đem loại này trọng bảo trực tiếp tiễn đưa cho mình. Có thể mượn độc đã phi thường thỏa mãn. Ta xem xong cái này một quả, lại cùng muốn đằng sau đấy. Hồng Vũ gật đầu một cái. Có thể. Phương Lưu Vân hiện tại ước gì Hồng Vũ đi nhanh lên. Nàng không ra thời gian đến cẩn thận nghiên cứu này cái thạch phiến. Thế nhưng mà Hồng Vũ lại từ trong lòng ngực xuất ra một chồng giấy đến. Người trước giúp ta nhìn xem cái này vô luận như thế nào nàng đã là quyết định sẵn sàng góp sức rồi chủ tử có chuyện nàng đương nhiên muốn xuống lực vì vậy nàng dùng rất lớn nghị lực mới đưa ánh mắt theo thạch phiến chuyển giờ đến cái kia một chồng trên giấy chỉ là xem xét tự liên tục gật đầu loại này nham hiểm ác độc xếp đặt thiết kế rất có tiêu chuẩn hồng vũ cho nàng chính là trùng tiêu lâu xếp đặt thiết kế bản thảo Bên trong cơ quan xếp đặt thiết kế đã hoàn thiện, nhưng là nơi này là thanh nguyên đại lục, không có trận pháp. Căn bản trói không được những cái kia trừng phạt gian trừ ác, thiếu hiệp nhóm, đám bọn họ. Phương Lưu Vân thuật nghiệp có chuyên tấn công, cũng minh bạch hồng vũ cho mình xem đây là vì cái gì. Lúc này chỉ điểm bắt đầu. Tại đây, cái này trong cạm bẫy, gia tăng một cái ngũ lông hồ đảng trận. Cam đoan mất đi vào người lập tức đầu óc choáng váng đừng nghĩ ra được cái này hắc ám cái giếng sâu tỉnh trên vách đá có lẽ gia tăng tám cái lạnh vô cùng ngưng băng trận như vậy rơi vào trong cạm bẫy lập tức cũng sẽ bị đông lạnh thành một cái băng phiền phức khó chịu ngã tại đáy giếng cam đoan nát bấy thi thể còn dễ dàng quét dọn cái này tòa cuồng vũ mũi tên trận có lẽ phối hợp nghịch chuyển càng khôn đại trần sử dụng chỉ cần tiến vào ai cũng đừng nghĩ ra được ai nha nha cái này đồng thời trận thái thiện lương nữa à. Rõ ràng không có bao nhiêu lực sát thương. Muốn ta nói có lẽ ở chung quanh gia tăng 24 đạo hỏa long nhã diễm trận. Cam đoan đem địch nhân sấy nướng bên ngoài, tiêu ở bên trong non. Hồng Vũ vội vàng ngăn trở. Đồng lưới trận là cho mỹ mạo nữ hiệp chuẩn bị đấy. Nhưng nếu như đến chính là xấu nữ đâu này, được rồi, hay là tăng thêm hỏa long nhã diễm trận, bớt quá được thụ bổn thiếu gia khống chế ta khiến nó bắn, nó mới bắn. Không có vấn đề. Phượng Lưu Vân hai gã đệ tử ở bên ngoài nghe, âm thầm sợ, trong lòng tự nhủ sư tôn cùng Hồng Thiếu Gia quả nhiên đều là hung ác nhân vật. Mãi cho đến dưới buổi trưa, Hồng Vũ mới từ Lưu Vân trần cát đi ra. Hắn cùng Phương Lưu Vân đem trùng tiêu lâu hết thảy cơ quan trận pháp, tất cả đều thương lượng tốt rồi. Hắn đem bản vẽ thiết kế cho Phương Lưu Vân lưu lại, các loại phương lưu vân đem toàn bộ nguyên bộ trận pháp xếp đặt thiết kế hoàn tất, Hồng Vũ có thể chuẩn bị khởi công rồi. Mà hắn trước khi đi, Phương Lưu Vân giao cho hắn một quả mới đích không gian thiết giác, so với lúc trước cái còn lớn hơn đi một tí. Hồng Vũ rốt cục có thể đem thứ đồ vật đã tắt tại nơi này bên trong. Trở lại Hồng Vũ, lại ngoài dự đoán mọi người thấy được kỳ nguyên thần, hổ sơn đại doanh phó xoái cười mỉm. Tiểu Vũ, muộn như vậy mới vừa về, ngươi bề bộ nhiều việc à? Hiện tại bệ hạ như vậy coi trọng ngươi, bề bộ một chút cũng là bình thường đấy. Hồng Vũ trước kia trông thấy hắn còn có chút chột dạ, nhưng là hiện tại sơn giả lễ rượu oan ức, có tà quỷ hồng nghĩa bất dung từ trên lưng rồi. Hồng Vũ trên tâm lý yếu thế hệ quét là sạch. Kiều Gia Gia, ngài trước nói rõ ràng, đến cùng có chuyện gì? Ngài đối với ta tốt như vậy, ta cảm thấy được không nở. Hồng Thắng Nhật ở một bên cam tức nói, xấu tiểu tử, như thế nào với người kiều gia gia nói chuyện đâu này? Không có việc gì, không có việc gì. Hồng soái không cần tức giận, tiểu vũ rất nhạy bén. Hồng vũ trong lòng tự nhủ không tốt, quả nhiên có việc. Kiều nguyên thần ngượng ngùng cười cười. Kiều gia gia đích thật là tới tìm người hỗ trợ đấy. Ngài trước tiên là nói về nói là chuyện gì nhi? Ta khả không nhất định cam đoan khả năng giúp đỡ đến. Hắn quyết định không đem lại nó quá vẹn toàn, Kiều Nguyên Thần như vậy, chiêu hiền đại sĩ, chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốn. Kiều Nguyên Thần nhìn xem Hồng Thắng Nhật, thứ hai mở miệng nói, hoang thú kỵ binh đoàn sự tình ta với người Kiều Gia Gia nói. Hồng Vũ oán thầm, lão gia tử ngoài miệng nhiều như vậy cộng long như thế nào cũng như vậy không tốn sức kháo. Hắn nhưng lại không biết, Hồng Thắng Nhật gần nhất chứng hưng, đồng một chút lại cùng lão ca nhóm, đám bọn họ khoe khoang nhà mình cháu trai không chịu thua kém hăng hái tranh giành thanh nguyên đại lục trong lịch sử đệ nhất biến thành xây dựng chế độ hoàng thú kỵ binh đoàn lớn như vậy vinh quang hồng thắng nhật nhịn vài ngày rốt cục vẫn phải nhịn không được cùng kiều nguyên thần khoe khoang thoáng một phát đương nhiên kiều nguyên thần được chia thanh nặng nhẹ tuy sẽ không tiết lộ ra ngoài kiều ngọc đông ngươi còn nhớ rõ ngươi kiều gia gia duy nhất cháu trai hồng phủ hồi trở lại suy nghĩ một chút bản chủ trong trí nhớ hoàn toàn chính xác có một cái kiều ngọc đông. Chỉ có điều một đoạn này trí nhớ tuyệt đối xưng không thượng khoái hoạt. Hồng Thắng Nhật cùng Kiều nguyên thần và thập niên lão giao tình. Các trưởng bối đại nhiều hy vọng giao tình của mình có thể tại hậu đại trên người chúng, kéo dài xuống dưới. Vì vậy, Kiều Nguyên Thần năm đó đã từng mang theo Kiều Ngọc Đông đến Hồng Phủ, lại để cho bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa. Lúc kia Hồng Phủ cùng Kiều Ngọc Đông đều là mười mấy tuổi. Thế nhưng mà Kiều Ngọc Đông từ nhỏ tu luyện phụ kỹ, không giống hồng vũ cái này ăn chơi thiếu gia, không học vấn, không nghề nghiệp. Hai người vừa thấy mặt, Kiều Ngọc Đông tìm cái cớ, tự hung hăng đánh đương sự dừng lại. Một chầu, từ đó về sau, Kiều Nguyên Thần lại cũng không có ý tứ mang cháu trai tới chơi. Kiều Nguyên Thần chứng kiến hồng vũ sắc mặt có chút lúng túng, ngượng ngập nhưng cười cười, lộ ra rất có chút ít khó xử. Hay là Hồng Thắng Nhật mở miệng nói, Kiều Ngọc Đông đã là thất phẩm hồn tinh trung kỳ rồi, đoán chừng rất nhanh có thể đột phá đến hậu kỳ. Ngư Kiều Gia Gia muốn cho hắn với người cùng đi Hoa Lan. Cùng theo một lúc đi Hoa Lan, vậy thì ý nghĩa muốn trở thành hoang thú kỵ sĩ. Hồng Vũ cái này một chỉ hoang thú kỵ binh đoàn, nhất định muốn tại đại hạ thậm chí toàn bộ thanh nguyên đại lục trong lịch sử, lưu lại mực đậm màu đậm một số, mà bằng vào cái này chỉ kỵ binh đoàn cường đại trung kích lực, cơ hội không có gì lực lượng có thể ngăn trở bọn hán trùng kích nói cách khác mặc kệ cái gì chiến tranh chỉ cần phái ra hoàng thú kỵ binh đoàn bọn hắn tự là đi kiếm công tết đấy cho nên kiều nguyên thần đem cháu trai nhét vào đến mục đích có thể nghĩ rồi hồng phủ phen này trầm tư rơi vào kiều nguyên thần trong mắt tự là do dự hắn cho rằng hồng phủ còn nhớ hận kiều ngọc đông năm đó đánh hắn cừu hận thở dài nói ra tiểu vũ mọi nhà có bạn khó niệm kinh trải qua hắn lại hướng phía hồng thắng nhật cười khổ một tiếng hồng soái các ngươi đã cho rằng tiểu đông cái đứa bé kia rất không chịu thua kém hằng hái tranh giành đúng không cùng trước kia hồng phủ so với kiều ngọc đông hoàn toàn chính xác xem như rất không chịu thua kém hằng hái tranh giành rồi nhưng trên thực tế tiểu tử này càng ngày càng kiệt giao bớt tuần cương quyết bướng bỉnh trong nhà ai cũng không phục Thiên lão đại hắn lão nhị, ta rất lo lắng tại như vậy xuống dưới. Sớm muộn gì có một ngày hắn muốn dẫn suốt 8 ngày tai họa đến. Ta vốn muốn cho hắn nhập ngủ, ta tự mình đến dạy dỗ hắn. Thế nhưng mà ta chính là ngoan không hạ tâm. Đây một lần, vừa vặn có cơ hội này, tiểu vũ người mang lên hắn, lập công không lập công không sao cả. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem trên người hắn, cái kia một lượng kiêu sa chi khí mài đi mất. Kiều Gia Gia ta tự cảm ơn ngươi rồi. Hồng Thắng Nhật cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tiểu đồng hắn. Kiều Nguyên Thần cười khổ lắc đầu, thổn thức không thôi. Hồng Phủ trong nội tâm khẽ động. Ngài là nói để cho ta tới thao luyện hắn. Vâng, tùy ngươi dùng thủ đoạn gì, ta cam đoan không can dự. Hồng Phủ trong nội tâm mừng thầm. Đây là chuyện tốt, coi như là giúp bạn chủ báo thù rồi. Hắn lộ ra một cái dáng tư cười. Không có vấn đề, ta ngày mai muốn đi hổ sơn, ngày buổi sáng đem hắn mang tới là được rồi. Kiều Nguyên Thần đại hỷ, thật tốt quá, Kiều Gia Gia thiếu nợ người một cái nhân tình. Hồng Phủ triệt để an tâm rồi, sơn giả lễ rượu sự tình, luôn một cái tài họa ngầm. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Kiều Nguyên Thần liền mang theo cháu trai Kiều Ngọc Đông đi tới Hồng Phủ. Hắn cùng Hồng Lão Gia Tử giao tình không thể tầm thường so sánh. Hồng An vội vàng đưa hắn mời tiến đến dẫn đạo yến hội sảnh cùng hồng gia người cùng một chỗ dùng điểm tâm kiều ngọc đông năm đó tự lớn lên thân thể khỏe mạnh hôm nay đã thân cao chính xích khung xương rộng thùng thình tráng kiện chỉ nhìn thân thể đích thật là một đầu hảo hán thằng này ngược lại là mày rậm mắt to chỉ là thân sắc bên trong luôn luôn một lượng bướng bỉnh chi khí hóa không khai mở nồng đậm chiếm giữ tại trên mặt của hắn kiều nguyên thần đạp hắn một cước nhìn thấy qua hồng gia gia Kiều Ngọc Đông mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, hai tay tùy tiện một đám, lưng khơm cũng không hoặc, nhàn nhạt một câu, hồng lão gia tử. Kiều Nguyên Thần giận dữ một cái tá rút đi qua, lại bị Kiều Ngọc Đông rất là nhạy bén tránh khỏi. Hồng Thắng Nhật ha ha cười cười, cũng không ngại, đã thành lão Kiều, chúng ta năm đó cũng không như vậy, không sợ trời, không sợ đất. Hai tử ấy ư, không có việc gì, tiểu đông, ngồi xuống, chúng ta hồng gia hoang thú yến, khả là đồ tốt cái khác địa phương tuyệt đối với ăn không được đấy kiều ngọc đông nhìn hắn một cái hai mắt khẽ đảo ta không đói bụng hồng thắng nhật có chút kỳ quái nhưng vẫn là cười nói vậy ngươi chờ một chút chúng ta ăn xong kiều nguyên thần ngồi xuống chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ngu xuẩn hồng xóa tại đây hoàng thú yến cùng nơi khác bất đồng đối với võ đào tu luyện có lợi thật lớn người bình thường hồng xóa còn không bỏ được thỉnh bọn hắn ăn đây này, không biết tốt xấu đồ vật. Kiều Ngọc Đông vừa trợn trán mắt, thấp giọng nói thầm một câu, ta cũng không giống như người như vậy không có cốt khí. Kiều Nguyên Thần giận tím mặt, người nói cái gì? Hồng Thắng Nhật tranh thủ thời gian ngăn lại, đã thành, lão Kiều người như thế nào lớn như vậy nóng tính. Hai tử ấy ư, xúc động một điểm là bình thường đấy. Hồng Vũ ở một bên có chút khóc không ra nước mắt cảm giác, năm đó đương sự cũng là như thế này, như thế nào không gặp ngài lão nhân gia như vậy thông tình đạt lý ngài có thể so sánh kiều lão gia tử còn táo bạo đối với kiều ngọc đông kiều nguyên thần mặt mũi tại đâu đó hắn tự là bất mãn cũng không nên lập tức làm kiều nguyên thần thở phì phì ngồi xuống tiếu nghiêng cho hắn bưng lên một chén thịt thú vật cháo còn có một khác một ít xứng đồ ăn người một nhà cộng thêm một cái kiều nguyên thần ăn thơm ngào ngạt Tay ở bên trong tiếng lẩm bẩm âm rất vang dội. Kiều Ngọc Đông một mình một người ngồi ở chỗ kia. Hắn buổi sáng cái gì cũng không có ăn. Hắn cũng chỉ là thất phẩm hồn tinh trung kỳ. Tu luyện võ đạo đúng là cần đại lượng dinh dưỡng thời điểm. Bụng đói xì xào gọi. Lại lại không tố mặt dày mở miệng đòi hỏi. Chỉ có thể gượng chống lấy. Chờ đợi những người này nhanh lên ăn xong. Tại ngoại bộ xông vào mỗi hương khí. Bên trong bụng đói kêu vang dày vào bên trong thật vất vả hồng vũ bọn hắn đã ăn xong hồng lão gia tử dùng tay lau miệng đã thành hồng vũ ngươi nhanh lên đừng làm cho tiểu đông sốt ruột chờ rồi kiều ngọc đông chứng kiến hồng thắng nhật động tác kia trong mắt hiện lên một tia khinh thường thần sắc âm thầm nói thầm một câu thô tục tự là thô tục cho dù là đã nhiều năm như vậy cũng không đổi được những này cấp thấp đích thói quen Hồng gia so về những cái kia chính thức thế gia quý tộc, còn kém xa đây này, Hồng Vũ đáp ứng, đứng lên cùng Kiều Nguyên Thần nói ra, Kiều Gia Gia, chúng ta đây đi đi trước. Kiều Nguyên Thần đứng dậy đến cười nói, Tiểu Vũ, thật sự là đã làm phiền ngươi. Kiều Gia Gia, ngài đừng tìm ta khách khí như vậy. Hắn hướng Kiều Nguyên Thần phớt phớt tay, mang theo Kiều Ngọc Đông đi nha. Kiều Ngọc Đông đi theo phía sau hắn một mực cúi đầu, một lời không thể đi tới. Hồng Thân cùng Hồng Dần đã tại hổ trong núi. Hồng Vũ bên người chỉ còn lại có một cái hồng khê. Hắn muốn đi hổ Sơn trại huấn luyện, Hồng Khê giúp không được gì, tự không đi theo rồi, bớt quá hồng lão gia tử hay là âm thầm an bài người bảo hộ hắn. Bên ngoài, Hồng phủ một người, hắn cũng tự không ngồi xe rồi, đem liệt mã dẫn ra đến, trở mình lên ngựa. Ngươi có mã sao? Hắn đây là hỏi Kiều Ngọc Đông, Kiều Ngọc Đông căn bản không trả lời, quay người tự đi ra ngoài, hắn cùng gia gia là cưỡi ngựa đến đấy, ngựa của hắn bù tại Hồng phủ cửa ra vào. Chương 5 Hổ Sơn Huấn Luyện Thượng Kiều Ngọc Đông cởi xuống trên ngựa của mình đi Hồng Vũ gật gật đầu Đánh ngựa mà đi Thẳng đến Hổ Sơn Kiều Ngọc Đông cũng thuốc mã theo ở phía sau Theo Hồng Phủ trong ngõ nhỏ đi ra Kiều Ngọc Đông tự nhanh hơn tốc độ Nằm ở trên lưng ngựa Hai chân thêm tiếng vào bụng ngựa Ro ngựa không ngừng quật Tại huân quý khu ở bên trong còn tốt một chút Dù sao người ở đây thiếu Thế nhưng mà vừa đến thanh thần trên đường cái, người tự nhiều lên. Kiều Ngọc Đông tự hồ cố ý khoe khoang chính mình cởi ngựa kỹ thuật, thường thường lại lập tức muốn đánh lên người. Hắn lại bỗng nhiên một cái điều chỉnh, chiến mã hoặc là lâu người khác tiến lên, hoặc là mảnh liệt nhảy lên theo người ta trên đầu bay qua. Tại phía sau hắn mang theo một mảnh kinh hô, Kiều Ngọc Đông chạy như điên. Hồng Vũ thay thẳng lát đầu, dưới hắn liệt mã nhưng lại cực kỳ bất mãn quơ cực lớn hừ hừ vài tiếng. Loại này củi mục cũng dám tại bổn tọa trước mặt khoe khoang. Hồng Vũ ước chừng minh bạch tọa kỵ tâm tư, vỗ vỗ liệt mã cổ. Đã thành, ngươi thế nhưng mà bổn thiếu gia tọa kỵ, phải có cao thủ khí độ, chứ cùng nó không chấp nhặt. Liệt mã dạy dụ cổ, trong lỗ mũi đạp vào tiếng nổ phun trong ánh mắt nhưng có chút khó hiểu. Tàu chòm râu dài cái loại này cao thủ khí độ. Kiều Ngọc Đông một đường chạy ra khỏi phủ đô, theo bác môn giết đi ra ngoài. Hắn dương dương đắc ý, dưới hán chiến mã chính là ba năm trước đây, già già đưa cho hắn địch nhung tên câu. Thân thủ của hắn chăn nuôi ba năm, chẳng những mã lực đạt đến một cái đỉnh, cùng phối hợp của hắn cũng có thể nói hoàn mỹ. Hôm nay lần này, tuyệt đối có thể cho cái kia ăn chơi thiếu gia một hà mã uy. Hồng Vũ trong khoảng thời gian này, tại Vũ Đô bên trong, có thể nói thanh danh vang dội sự tích của hắn một cái cọc cái cọc từng kiện từng kiện cũng đều là lại để cho người nói chuyện say xưa. Kiều Ngọc Đông biết rõ thằng này đã xưa đâu bằng nay. Thế nhưng mà tại Kiều Ngọc Đông trong nội tâm, Hồng Phủ còn là năm đó cái kia bị hắn đè xuống đất, đánh dừng lại, một chầu tiểu thí hài. Kiều Ngọc Đông là tự nhiên mình kiêu ngạo, ngươi bây giờ lại ngưu bức thì thế nào, ngươi bị lão tử đánh qua. Đương nhiên, Hiện tại Kiều Ngọc Đông không có khả năng lại đánh Hồng Vũ dừng lại. Một chầu hắn cũng không có bổn sự kia rồi. Thế nhưng mà Kiều Ngọc Đông trong nội tâm như cũ không phục, muốn cho Hồng Vũ một hạ mã uy. Hắn một đường chạy ra khỏi vũ đô thành Bắc Môn, lúc này mới ghiềm ngựa thở dốc một hơi, đánh giá chung quanh lấy chuẩn bị ở cửa thành bên ngoài tìm ấm áp quán trà uống chút trà. Đoán chừng cái kia ăn chơi thiếu gia, ít nhất cũng phải nửa canh giờ mới năng đuổi theo nhưng không ngờ đầu một chuyến đã nhìn thấy Hồng Vũ tại phía sau hắn, không nhanh không chậm đi theo, cười mỉm hỏi hắn, như thế nào dừng lại rồi, còn rất xa. Kiều Ngọc Đông đã gặp quỷ đồng dạng thiếu chút nữa theo lập tức té xuống, hắn khó có thể tin nhìn xem Hồng Vũ, thật sự nghĩ mãi mà không rõ thằng này là như thế nào, theo kịp hay sao. Hơn nữa một bộ khí định thần nhàn bộ dạng, trái lại Kiều Ngọc Đông đã toàn thân gặp đổ mồ hôi, tại rét lạnh mùa đông, thở ồ ồ, trong lỗ mũi hai đạo bạch long không có ngừng cử ngựa cũng là rất mệt người đấy nhất là hắn vừa rồi cái loại này tại phố xá sầm út bên trong phóng ngựa chạy như điên thân thể cùng tinh thần đều là khẩn trương cao độ tiêu hao cực lớn thế nhưng mà hồng vũ chẳng những đuổi kịp rồi hơn nữa phi thường nhẹ nhõm liền đổ mồ hôi đã không có ra hồng vũ đương nhiên dễ dàng hết thảy đều có liệt mã chính mình ok hắn hoàn toàn không cần quan tâm Kiều Ngọc Đông phóng ngựa chạy như điên, gặp gỡ người, xe, đã là mình điều khiển chiến mã né tránh đi qua, mà Hồng phủ đâu rồi, hoàn toàn không cần quan tâm, liệt mã chính mình sẽ điều chỉnh tốt bộ phá mau né đi. Hơn nữa trong lúc này, nếu như liệt mã xử lý không tốt, lại để cho trên lưng ngựa Hồng Nhị thiếu gia cảm thấy sốc nảy, hắn còn có thể không chút do dự cho liệt mã một cái tát. Kiều Ngọc Đông con ngựa kia coi như là lương câu nhưng làm sao có thể cùng Hồng Vũ liệt mã so sánh với. Kiều Ngọc Đông ở phía trước chạy như điên, liệt mã ở phía sau nhàn nhã dạo chơi. Chỉ là loại ngốc trong lòng có một loại đau nhất, gọi là gặp người không quen. Nhìn xem cái kia thất ngựa tồi, chủ nhân đối với hắn thật tốt, bổn tòa như thế thần tuấn. Vì cái gì, chủ nhân cũng không biết quý trọng. Loại người này thú ở giữa cảm tình, có thể bị tên gọi tác vi bị coi thường, bởi vì muốn cho nó vứt bỏ Hồng Vũ đuổi theo Kiều Ngọc Đông, nói là kiên quyết không đáp ứng đấy. Kiều Ngọc Đông nghi thần nghi quỷ nhìn xem Hồng Vũ, bị Hồng Vũ ép buộc một phen, lại là hư lạnh một tiếng, tiếp tục đánh ngựa chạy như điên. Hồng Vũ vỗ vỗ liệt mã, đừng chạy quá là nhanh, cho người ta lưu chút mặt mũi. Hai người một trước một sau, một đường chạy như điên, chỉ dùng một canh giờ, đã đến hổ chân núi, Hổ Sơn đại doanh thủ vệ viễn nhìn từ xa đến Hồng Vũ, cười toe toét kêu lớn: "Vũ thiếu gia, Vũ thiếu gia, gần nhất doanh ở bên trong thức ăn không có gì chất béo, ngài lão nhân gia có phải hay không cho chúng ta làm cho điểm phúc lợi?" Hồng Vũ cũng cười mắng: Vì thức ăn không tốt các ngươi tìm kiều soái đẹp trai phàn nàn đi, các ngươi có dám hay không?" Đàm Tiếu vài tiếng, Hồng Vũ theo Hổ Sơn đại doanh trải qua, tiếp tục chạy tới Hổ Sơn nội kỵ binh trại huấn luyện. Kiều Ngọc Đông có chút buồn bực, phủ liệt kinh doanh các tướng sĩ không phải nhất phiền chán Hồng Vũ loại này. Dựa vào gia thế, quật khởi nhị thế tổ ấy ư? Như thế nào bọn hắn cùng Hồng Vũ quan hệ tốt như vậy? Hồng Vũ một chuyến mặt đối với hắn nói ra, người tốt nhất đem mã ở lại Hổ Sơn Đại Doanh. Kiều Ngọc Đông cứng rắn nói ra, không cần ngươi quan tâm. Hồng Vũ một nhún vai bàn, tốt, tiểu tử ngươi không nghe của ta đúng không? Như thế này có người nếm mùi đau khổ hai người đã đến hổ sơn sơn khẩu hồng vũ ngang nhiên cưỡi ngựa đi vào kiều ngọc đông ở phía sau xem xét việc đáng làm thì phải làm cũng cởi ngựa tiến vào hổ sơn hồng vũ âm thầm chớ ngang thái cổ ma giống như đồ đằng đem thái cổ thần thú khí tức thu liễm bắt đầu liệt mã như cũ như đi dạo nhà mình hậu viện đồng dạng hành tẩu tại hổ trong núi đường núi gập ghềnh đối với nó đến bảo hoàn toàn không là vấn đề thế nhưng mà kiều ngọc đông Mã thì không được, đi nơm nớp lo sợ, mà cái này còn chỉ là bắt đầu. Dần dần xâm nhập hổ sơn, Kiều Ngọc Đông mã tựa hồ cảm ứng được cái gì, dần dần bắt đầu phát rung. Kiều Ngọc Đông đột nhiên đã minh bạch, nơi này là hổ sơn, hoàng thú qua lại hoàng thú thế nhưng mà chiến mã khác tinh. Không đợi hắn có tiếng thêm một bước phản ứng, hơi nghiêng trên sườn núi rống to một tiếng, xong tới tất cả sinh tam nhãn màu đen mảnh hổ, Kiều Ngọc Đông dưới hán chiến mã, Bốn vó mềm nhũng, thoảng cái cò quắp trên mặt đất. Kiều Ngọc Đông hai chân đầu bị nó ngăn chận, điên cuồng hét lên vài tiếng mới xong lên, chật vật không chịu nổi. Thất phẩm hoàng thú sinh một hát hổ, Kiều Ngọc Đông chấn động. Hắn cũng là thất phẩm hồn tinh cảnh giới, nhưng là hắn chỉ là thất phẩm hồn tinh trung kỳ. Nếu như một mình đối mặt một đầu sinh một hát hổ, hắn cũng không có tất thắng tin tưởng. Thế nhưng mà đang muốn kích phá toàn thân võ khí, dùng lực lượng mạnh nhất, lớn nhất, nghị lực đối kháng hoàng thú thời điểm. Bên người bóng dáng lóe lên, Kiều Ngọc Đông tưởng rằng Hồng Vũ xong đi lên rồi. Hắn đã nghe nói, Hồng Vũ bây giờ là thất phẩm hồn tinh hậu kỳ, cảnh giới so với hắn còn cao. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, lại còn có chút không phục, cũng chỉ là cao một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Chính mình dùng không được bao lâu có thể đuổi theo hắn. Thế nhưng mà lơ đảng tầm đó hắn lại chứng kiến, Hồng Vũ còn tại bên cạnh mình đứng đấy. Cái kia xong đi lên chính là ai? Kiều Ngọc Đông tập trung nhìn vào lại càng hoảng sợ. Cùng đầu kia xinh một hát hổ. Đang tại solo chính là Hồng Vũ tòa kỵ. Liệt mã nhẫn nhịn một đường. Bởi vì Hồng Vũ phân phó, nó muốn tận lực nhường cho Kiều Ngọc Đông con ngựa kia. Cái kia mã cũng không phải mẫu đấy. Liệt mã rất là khó chịu. Một cổ nóng tính nghẹn cho tới bây giờ rút cục có một đầu xính một hát hổ ngóc bước hề hề lao tới liệt mã hoang hồ một tiếng xong đi lên tác hoang rồi khả nó tại đàn ngựa bên trong là đánh nhau tay thiện nghệ đã đến hoàng thú trước mặt không khỏi có chút không đủ xem ỷ vào thái cổ ma giống như đồ đằng cái kia một tia huyết mạch hơn nữa chính mình một lượng anh dũng chi khí nó lật qua lật lại bốn vó thậm chí há miệng cắn xé rốt cục cùng đầu kia xích một hát hổ đấu cái lực lượng ngang nhau. Liệt mã đối với thành tích như vậy rất không hài lòng, nhưng là chính nó cũng biết chính mình là nhất thời vũ dũng, tiếp tục đánh xuống chỉ sợ muốn tí nội tình rồi. Thế nhưng mà nó không biết, đằng sau Kiều Ngọc Đông đã xem choáng ván, đây là một con ngựa sao, lúc nào mã cũng lợi hại như vậy, có thể cùng thất phẩm hoang thú đối kháng rồi hả? Hắn trên đường đi đã tại hướng hồng vũ khoe khoang chiến mã của mình cùng kể ngựa kỹ thuật, nhưng là hiện tại đâu này? Chính mình vẫn lấy làm ngạo địch nhung, tên câu có quắp trên mặt đất, cũng không nhúc nhích động. Hồng vũ chiến mã lại cùng đem ngựa của mình, dọa gục xuống hoàng thú đánh cho lực lượng ngang nhau. Liệt mã dùng hết sức lực, xem chuẩn một cái cơ hội, móng sau mạnh mà đạp ra. Mà xin một hát hổ dù sao cũng là thất phẩm hoang thú, nhanh nhẹn luế lên tránh khỏi. Mà liệt mã cái này một kích toàn lực, móng sau thoáng cái đã rơi vào khối, chừng cối xây lớn nhỏ trên mặt đá. Răng rắc một tiếng trên mặt đá, xuất hiện một mảnh mạng nhện giống như bình thường vết rạn. Liệt mã ảo não vô cùng, cảm thấy sai sót cơ hội, tuy nhiên lại đem Kiều Ngọc Đông sợ tới mức không nhẹ. Cái này, cái này, cái này, hay là một con ngựa sao? Xin một hát hổ trí lực có hạn, hôm nay như thế nào cũng nghĩ không thông, rõ ràng là đồ ăn, như thế nào sẽ cùng chính mình đánh lâu như vậy. Vừa rồi cái kia thoáng một phát, nếu không phải hắn tránh qua, tránh né, cũng tuyệt đối có thể đã gãy nó xương sườn. Xin một hát hổ nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là một bên còn đứng lấy mấy người, nó bản năng cảm thấy không ổn. Mảnh liệt rống một tiếng liền chụp một cái, liệt mã mấy mong phú, sau đó quay đầu bỏ chạy. Liệt mã còn muốn lại truy, nhưng là một hồi chột dạ, trang bị thêm đuổi không kịp rất là bất mãn trở về rồi. Hồng Vũ vốn cho rằng giữa trưa cơm có rơi xuống, không nghĩ tới một cái thất phẩm hoang thú, rõ ràng khinh địch như vậy, bỏ chạy rồi. Hắn cũng cười khổ lắc đầu, thế nhưng mà cái này cười khổ, rơi xuống Kiều Ngọc Đông trong mắt, lại trở thành Hồng Vũ đối với hắn cười nhạo. Hồng Vũ quay đầu đi đang muốn cùng Kiều Ngọc Đông nói chuyện, không muốn Kiều Ngọc Đông một cái hơi lạnh. Hồng Thiếu Gia uy phong thật to, Hồng Vũ một hồi mạc danh kỳ diệu. Xin một hát hổ chạy, Kiều Ngọc Đông con ngựa kia miễn miễn cưỡng cưỡng nàng đứng lên rồi. Thế nhưng mà đừng nói chở đi Kiều Ngọc Đông, coi như là chính nó đi, đều có chút nơm nớp lo sợ. Hồng Vũ trước khi khuyên bảo hắn đem chiến mã ở lại hổ Sơn Đại Doanh, hắn không nghe, hiện tại mới hiểu được là vì cái gì. Thế nhưng mà con ngựa này hắn nuôi 3 năm, đã có cảm tình rồi, thật sự cứ như vậy buồn tha cho tại hổ trong núi, cuối cùng khẳng định trở thành hoang thú bữa ăn ngon hắn lại tại tâm không đành lòng đành phải dắt ngựa đi theo hồng vũ sau lưng hồng vũ đương nhiên cưỡi liệt trên lưng ngựa hắn không có lý do gì vì chiếu cố kiều ngọc đông thủy tinh tâm lại để cho chân của mình bản chịu khổ kiều ngọc đông theo ở phía sau trong nội tâm đã vô hận oán hận không vì cái gì khác đấy đơn giản là hồng vũ trên ngựa cái loại này cao cao tại thượng thái độ xúc động trong lòng của hắn một ít mẫn cảm địa phương trên mặt hắn nộ khí càng ngày càng thịnh. Hồng Vũ bỗng nhiên cảm thấy cái gì, vừa quay đầu lại chứng kiến mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, Kiều Ngọc Đông, rất là kinh ngạc, ngươi làm sao vậy? Kiều Ngọc Đông vào tới trước ngựa của hắn, dùng sức giữ chặt liệt mã, thế nhưng mà liệt mã há là dễ dàng như vậy, có thể giữ chặt hay sao? Kiều Ngọc Đông một tay phát lực, liệt mã cùng chơi tự kéo lấy hắn đi lên phía trước, căn bản không có dừng lại ý tứ. Chương 5 hổ sơn huấn luyện, hạ. Kiều Ngọc Đông khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, hai tay hùng hăng giữ chặt liệt mã cổ, liệt mã ánh mắt lý xéo, tiểu tử, cùng ta so khí lực. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, Kiều Ngọc Đông là trừ ăn ra sợ khí lực, vỏ khí bọc phát, cũng như cũ không có thể ngăn cản liệt mã. Hắn kế tiếp nổi giận phát tác, cũng đại miệng ngăn ở trong cổ họng không có đi ra, xấu hổ vô cùng. Liệt mã không có một điểm dừng lại ý tứ, Hồng Vũ vỗ vỗ cổ của nó. Người ngốc nha, không phát hiện trên cổ còn treo một người. Liệt mã cái này mới ngừng lại được. Trong ánh mắt mang theo người thắng khiêu khích. Kiều Ngọc Đông nhảy ra đi, thở dốc một hơi, hung hăng chờ Hồng Vũ. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng cho là ta gia gia là các ngươi hồng gia nô tài. Ta tự nhất định cũng là các ngươi hồng gia nô tài. Ta cùng ông nội của ta, không giống với, ta là có bon bon thiết cốm hảo nam nhi. Hồng Vũ rốt cuộc minh bạch Kiều Ngọc Đông tại sao là cái này thái độ rồi. Thẳng thắn nói, thật sự rất buồn cười. Chỉ là hắn cái gọi là lòng tự trọng thái mẫn cảm. Đem sự tình gì đã hướng chỗ hỏng nghĩ xong rồi. Vì vậy, Hồng Vũ sờ mó xuống ba, nở nụ cười. Ngươi đã nói như vậy, cái kia thật sự là quá tốn. Hắn nhìn xem Kiều Ngọc Đông, mang theo một tia cười nhạo. Ông nội của ta cùng Kiều Gia Gia vài thập niên xuất sinh nhập tử giao tình không nói đến hai người, chỉ là thượng hạ cấp, căn bản chưa nói tới cái gì nô tài, chỉ nói là hai người chức quan cao thấp, có thể gạt bỏ loại này giao tình sao? Vốn kiều gia gia đem người giao cho ta, mặc dù nói muốn ta không cần cố kỵ, hung hăng thao luyện ngươi, nhưng là ta vẫn còn có chút không hạ thủ. Thế nhưng mà đã ngươi đã nói như vậy rồi, ta đây cũng không sao áp lực tâm lý rồi. Kiều Ngọc Đông dần tím mặt, nhảy dựng lên chỉ vào cái mũi của hắn mắng to ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Hồng Vũ ngồi ngay ngắn bất động, hư lạnh một tiếng, liệt mã một tiếng si âm thanh một ngụm, cắn Kiều Ngọc Đông cái kia cả ngón tay. Kiều Ngọc Đông cảm giác được liệt mã lực lượng đáng sợ, nhất thời lại càng hoảng sợ. Ngươi dám? Hồng Vũ nở nụ cười, đông đưa ngón tay đối với hắn nói. Ngươi nói đúng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi cảm thấy ta có dám hay không? Kiều Ngọc Đông theo trong ánh mắt của hắn, thấy được một mảnh kiên quyết lạnh như băng. Hắn một tiếng kêu sợ hãi, liệt mã mảnh liệt hớt lên đầu, răng rắc một tiếng kiều ngọc đông cái kia cả ngón tay bẻ gãy. Hắn một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả kinh chung quanh trong núi rừng, điểu đi phóc phóc bay lên. Hồng Vũ hừ lạnh một tiếng, liệt mã buông lỏng ra, trên bờ môi của nó dính một ít kiều ngọc đông máu tươi. Liệt mã lè lưỡi liếm lấy thoáng một phát, tự hồ rất ưa thích loại này hương vị kiều ngọc đông đau toàn thân đổ mồ hôi lạnh trong nội tâm rốt cục có chút sợ hãi cái này đầu súc sinh rốt cuộc là mã hay là hoang thú hồng vũ ngồi ở trên ngựa chạm rãi về phía trước từ giờ trở đi ta sẽ không lại cố kỵ ngươi cái gì ngươi có thể theo kịp tự theo kịp theo không kịp đến tự từ cầu nhiều phút nơi này là hổ sơn tuy nhiên so ra kém tan phần sơn thế nhưng mà thất phẩm đã ngoài hoang thú còn nhiều rất nhiều liệt mã nhẫn nhịn thật lâu. Một tiếng bốn gã buông ra bốn phó tài sơn giả tầm đó chạy như điên. Kiều Ngọc Đông ở phía sau, nhìn xem cái này đầu loại ngóc nhẹ nhàng như thường ở trong rừng cây cao tốc ghé qua. Hoàn toàn phá vỡ hắn, đối với chiến mã nhận thức, mới xem như triệt để minh bạch. Buổi sáng hôm nay chính mình khoe khoang cưỡi ngựa kỹ thuật cùng chiến mã là cỡ nào ngu xuẩn buồn cười cử động. Hắn cái này ngay người một lúc công phu, liệt mã đã chạy được không thấy bóng dáng kiều ngọc đông một cái run rẩy hắn hiện tại bị thương ngón tay tại đây nguy hiểm hổ trong núi vậy thì thật là từng bước nguy cơ quật cường tại sinh tồn nguy cơ trước mặt triệt để mềm yếu xuống kiều ngọc đông vội vàng nắm ngựa của mình té đuổi theo thế nhưng mà hồng vũ đây một lần thật sự không còn có phóng thủy mãi cho đến trại huấn luyện đoạn đường này kiều ngọc đông rốt cuộc không phát hiện hồng vũ bóng dáng hắn chỉ có thể dựa vào liệt mã lưu lại dấu vết một đường đi theo tùy tùng chạy tới trại huấn luyện chính giữa nhiều lần hắn cùng với đàn cáp cao hoang thú gặp thoáng qua hiểm lại càng hiểm Đường hắn trông thấy trại huấn luyện đại môn thời điểm cảm động thiếu chúng nữa khóc lên hồng vũ đương nhiên không có khả năng thật sự đem kiều ngọc đông vứt bỏ mặc kệ hắn tuy nhiên một mực vượt lên đầu nhưng là không hề giống kiều ngọc đông tưởng tượng vượt lên đầu nhiều như vậy. Nếu như Kiều Ngọc Đông thật sự gặp được nguy hiểm, hắn có thể nhanh chóng gấp trở về trợ giúp. Vô luận như thế nào, Kiều Ngọc Đông dù sao cũng là Kiều Nguyên Thần cháu trai. Hắn chứng mắt Kiều Ngọc Đông lại không thể không để cho Kiều Nguyên Thần mặt mũi. Mà Kiều Ngọc Đông mấy lần cùng đẳng cấp cao hoàng thú gặp thoáng qua. Đương nhiên không thể nào là bởi vì Kiều Ngọc Đông vận khí tốt, một mặt kệ hắn như thế nào che giấu đẳng cấp cao hoang thú nhạy cảm khú giác đều có thể đem hắn tìm ra. Mỗi một lần đều là hồng vũ âm thầm phóng xuất ra thái cổ ma giống như đồ đằng khí tức mới đem những người kia dọa đi đấy. Hồng vũ đứng ở trại huấn luyện ở bên trong, cao cao gạt vọng tháp lên, liệt mã chính ở dưới mặt cùng một đám hoang thú trò chơi. Cho dù nó thực lực bây giờ chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến thất phẩm hoang thú tiêu chuẩn, thế nhưng mà nó thể bên trong có thái cổ ma giống như đồ đằng, rót vào một tia huyết mạch chi lực. Những cái kia hoàng thú thập phần mẫn cảm đã nhận ra điểm này về sau. Không có cái kia một đầu ngốc thú dám khi dễ nó. Tại hồng Vũ bên người, đứng đáy hồng thân cùng hồng dần, ba người nhìn xem Kiều Ngọc Đông tình trạng kỳ sức nắm chiến mã đi tới, thần sắc bình tĩnh. Hồng thân nói, cái này là kiều soái đẹp trai trong nhà tên tiểu tử kia. Hồng Vũ cười cười, kiều gia gia thế nhưng mà nói, không cần cố kỵ cái gì, chỉ cần có thể đem trên người hắn kiêu sa nhị khí mai mất, tùy tiện chúng ta như thế nào dày vò đều được. Hồng dần nở nụ cười, giao cho ta. Hồng vũ lại không đáp ứng, vậy làm sao có thể, như vậy việc hay, phải mỗi người có phần. Ba người rất vô lương cười ha hả, Kiều Ngọc Đông còn không biết, nên đón hắn chính là cỡ nào vận mệnh bi thảm. Hồng Vũ vốn muốn mặc kệ, không đi quản Kiều Ngọc Đông rồi, Tùy tiện hắn cùng những cái kia các kỳ sĩ cùng một chỗ huấn luyện, nhưng là Kiều Ngọc Đông tại nguy hiểm như vậy trong hoàn cảnh, không có vứt bỏ hắn chiến mã. Ngạnh xanh xanh lôi kéo mã đi tới trại huấn luyện, cái này lại để cho Hồng Vũ đối với hắn sinh ra một tia nhận đồng. Có thể ngồi đối diện kỳ tốt như vậy người, tối thiểu bạn chất không xấu. Kiều Ngọc Đông càng giống là một cái bị làm hư hài tử. Lòng tự trọng không biết cái gọi là cường ngạnh quật cường. Kiều Ngọc Đông vừa đi vào trại huấn luyện, cũng cảm giác được đại địa âm ầm một hồi rung rung. Hắn thiếu chút nữa đứng không vững. Xa xa, 20 đầu ác vi ma lan đang tại một đầu liệt linh báo vương dưới sự dẫn dắt, hợp thành một hình tam giác đột kích hàng ngũ, chạy như điên mà đến. Kiều Ngọc Đông sau lưng chiến mã một tiếng gào thét, triệt để mềm liệt trên mặt đất. Cái kia một đám hoàng thú, mỗi một đầu đều có mấy trường cao. Loại này công kích khí thế đặc biệt kinh người. Kỵ binh còn chưa tới trước mặt. Một cổ cuồng phong đã đánh tới. Kiều Ngọc Đông cũng chưa từng có đối mặt qua trường hợp như vậy. Hai chân run lên, thiếu chút nữa cũng đứng không yên. Oanh! Hoàng thú kỵ binh đều nhịp ở Kiều Ngọc Đông trước mắt ngừng lại. Khoảng cách gần hắn nhất, đúng là đầu kia liệt lên báo vương. Tứ phẩm hoàng thú đem đầu thấp đến. Màu vàng sáng khủng bố thú đồng tự đánh giá Kiều Ngọc Đông. Sợ tới mức Kiều Ngọc Đông một cử động cũng không dám. Tô Tam tại liệt linh báo vườn trên lưng vỗ vỗ nó. Đã thành, đừng dọa hù tiểu hai tử rồi. Hắn xoay người nhảy xuống, đối với Kiều Ngọc Đông nói ra. Mới tới đấy, theo ta đi. Thiếu chủ cũng đã thông báo rồi, nghe nói người rất tự mình cố gắng. Ngươi yên tâm, tuyệt sẽ không đối với người có nửa điểm ưu đại đấy. Kiều Ngọc Đông nghe được Tô Tam tự mình cố gắng. Cái từ này bên trong mang theo chăm chọc, đỏ mặt lên, sức cùng lực kiệt hắn đã không có khí lực đi phân biệt rồi đi theo tô tam đã đến doanh trại đêm mình nhưng trên giường nằm ngáy o à o à, bắt đầu thế nhưng mà vừa ngủ không đầy một lát hắn đã bị người thô bạo kéo dậy hung hăng phun trên mặt đất còn không có triệt đệ tỉnh táo lại một hồi tiếng gầm gừ tự ghé vào lỗ tai hắn rống lên ngươi đang làm gì đó ngươi cho rằng tại đây là địa phương nào ngươi rõ ràng còn đang ngủ ngươi cái này ngu xuẩn phế vật kiều soái đẹp trai anh hùng cả đời tại sao có thể có người như vậy không có tác dụng đâu cháu trai hồng dần dưới cánh tay mà kẹp lấy một căn giống như roi da nước miếng chấm nhỏ tự như mưa to đồng dạng phun ra kiều ngọc đông một đầu vẻ mặt hắn tự hồ còn khó hiểu hận rút ra giống như roi da đến hung hăng trước hết tử quất vào kiều ngọc đông trên lưng kiều ngọc đông hét thả một tiếng triệt để thanh tĩnh lại người làm gì hắn mắt đỏ gầm lên giận dữ Hồng dần một cái nhẹ răng cười. Như thế nào? Chịu không được à nha? Trở về cùng kiều soái đẹp trai cáo trạng. Tự nói ta ngược đãi ngươi rồi. Kiều Ngọc Đông hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nghiến ra nghiến lợi nói. Tuyệt không. Cái kia tốt. Tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta huấn luyện. Kế tiếp vài ngày, Kiều Ngọc Đông cùng sở hữu tất cả kỳ sĩ cùng một chỗ huấn luyện. Hắn bắt đầu còn có chút không phục. Nhưng khi nhìn đến những cái kia kỵ sĩ, rõ ràng mỗi người đẳng cấp đã trên mình. Hơn nữa, thực lực không tầm thường, lại như cũ thành thành thật thật, tiến hành buồn tẻ huấn luyện, cũng tự an phận xuống. Xuất thân tướng môn, từ nhỏ mưa dằm thắm đất, cho dù là Kiều Ngọc Đông nuông chiều từ bé, thế nhưng mà dung nhập quân trong đội không có cái vấn đề lớn gì. Vài ngày sau, hắn đã đem cái loại huấn luyện hạng mục làm rất khá, mà ngay cả những thứ khác kỵ sĩ, đối với hắn cũng lâu mắt mà nhìn. Thế nhưng mà Kiều Ngọc Đông còn có một vấn đề, hắn không có tọa kỵ. Hồng Vũ là một cái thời khác không muốn ủy khuất người của mình. Hắn ngồi ở cao cao gạt vọng thấp lên, bao quát toàn bộ trại huấn luyện. Ở bên cạnh hắn, bày biện cực lớn bếp lò. Trên mặt bàn có nóng hổi trà ngon, còn có một bàn mùa đông ở bên trong thập phần khó được mới lạ. Từ số hoa quả, đáng tiếc võ cơ nhóm, đám bọn họ đã ở dưới mặt huấn luyện, không có người niết chân đám lưng, lại để cho hắn cảm thấy tiếc nuối. Chứng kiến Kiều Ngọc Đông huấn luyện có bài bản hẳn hoi, Hồng Vũ trong nội tâm ý nghĩ xấu ứa ra. Dân thúc đã khiến cho không sai biệt lắm, tới phiên ta. Ngày hôm nay chàng vàng tối, đang theo mọi người cùng nhau ăn cơm, Kiều Ngọc Đông ráp trải giường đọc kêu lên. Hồng Vũ cửa liệt mã lên, dưới cao nhìn xuống. Loại này tư thái lại để cho Kiều Ngọc Đông phi thường không thoải mái, hắn đứng tại Hồng Vũ trước ngựa, sắc mặt có chút cứng ngắc. Hồng Vũ lại cố ý kích thích hắn, roi ngựa nhẹ nhàng rút lấy một bộ vên pháo từ đắc bộ dáng. Doanh ở bên trong chỉ có 120 đầu hoang thú, hiện tại mỗi một đầu đều có kỵ sĩ. Người có thể lựa chọn lại để cho ta giúp người đi bắt hàng phục một đầu hoang thú. Ta coi như là ân ban cho ngươi rồi. Ngươi cũng có thể chính mình đi bắt một đầu bằng vào ngươi năng lực của mình. Nhưng là ngươi phải hiểu được lục phẩm phía dưới căn bản không có khả năng dung nhập của ta hoang thú kỵ binh đoàn kiều ngọc đồng nghiến răng nghiến lợi tự chính mình có thể làm thật sự hồng vũ trên mặt tràn đầy đùa cợt chỉ bằng ngươi thất phẩm hồn tên trung kỳ còn muốn hàng phục lục phẩm đã ngoài hoang thú xa xa mặt cơ lặng lẽ cùng tràn hàng nói trang tỷ ngươi xem thiếu gia có giả ngu bại hoại rồi võ cơ nhóm đám bọn họ một hồi cười trộm Nhìn một cái nhìn xem Kiều Ngọc Đông Không biết cái này không may da hỏa Đây một lần sẽ bị thiếu da Cả thành bộ dáng gì nữa Chương 6 Thôn Nhật Hỏa Viên Thượng Kiều Ngọc Đông hung hăng trừng mắt Hồng Vũ Ngươi lúc đó chẳng phải thất phẩm hồng tinh Hồng Vũ cố ý một bộ Theo lý thường nên bộ dạng Ngươi làm sao có thể cùng ta so Kiều Ngọc Đông nắm chặt hai đấm Ngươi chờ đó cho ta Tốt, ngươi yên tâm ta tuyệt sẽ không giúp cho ngươi hồng vũ cười tủm tiệm đấy kiều ngọc đông giận dữ đã đi ra trại huấn luyện hướng hổ sơn chỗ càng sâu đi đến hồng vũ đứng tại nhìn xa tháp lên bên người cùng hồng dần cùng hồng thân hai người có chút nghi hoặc thiếu gia ngươi sau có thể xác định hắn sẽ hướng phía ngươi hy vọng phương hướng đi tìm. hồng vũ nở nụ cười ta tự có biện pháp hồng thân có chút băn khoăn làm như vậy có phải hay không có chút quá phận à dù sao cũng là kiều xóa cháu trai. Hồng Vũ trong lòng tự nhủ không làm như vậy, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Tiểu tử này trước kia đánh qua bản chủ, còn như vậy ngu bức hò hét, tiêu chuẩn thiếu nợ thu thập. Hắn khoái tay chặn lại, ta đi, các người cứ yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa hắn cũng không có ý tứ đem loại chuyện này cùng kiều Soái nói đi. Hồng dân cùng hồng thân cùng một chỗ, ánh mắt cổ quái nhìn xem hồng vũ. Thiếu gia ngươi an bài ra đến như vậy nhằm hiểm biện pháp sửa trị người ta. Chỉ sợ hắn cả đời này, cùng bất luận kẻ nào cũng sẽ không nói lên đấy. Hồng Vũ muốn đúng là cái này hiệu quả. Năm đó ba ngón tay lại để cho cổ Ngọc Đường từ nay về sau, để lại tâm lý oán hận. Đây một lần cũng muốn lại để cho Kiều Ngọc Đông cả đời không dám ở trước mặt mình tạc cộng long. Kiều Ngọc Đông xâm nhập hổ sơn, hắn đi ra không bao lâu, bị trong núi hàng gió thổi qua liền tỉnh táo lại, không thể không nói, đoạn thời gian này mà quỷ huấn luyện vẫn có tác dụng đấy. Nơi này là hỏa sơn ở chỗ sâu trong, thất phẩm hoàng thú ở chỗ này cũng chỉ có thể xem như nhược gà. Lục phẩm đã ngoài khắp nơi đều có, ngũ phẩm chỉ có thể coi là giống như bình thường cường giả, tứ phẩm mới thật sự là bá chủ. Thế nhưng mà hắn liền thất phẩm đã ứng phó không được, lấy cái gì đi hàng phục hoang thú. Thế nhưng mà hắn bị Hồng Vũ chọc giận, nhất thời nhiệt huyết vọt ra. Ở trại huấn luyện chung quanh vòng vo vò vài vòng, trong nội tâm một mảnh mờ mịt kế tiếp phải làm gì? Thế nhưng mà lại để cho hắn trở về cùng Hồng Vũ, nhận thua chịu thua. Vừa nghĩ tới Hồng Vũ cái kia trương vênh váo tự đắc mặt, Kiều Ngọc Đông đã cảm thấy so giết hắn đi còn khó chịu hơn. Rốt cục, hắn cắn răng một cái, rời xa trại huấn luyện chuẩn bị đi thử thời vận. Thế nhưng mà vận khí của hắn, tựa hồ không thể nào tốt. Ban đêm hổ sơn đặc biệt nguy hiểm, hắn đi không bao xa, cũng cảm giác được phía trước một cổ cường đại đáng sợ khí tức, lại để cho hắn liền một điểm phản kháng ý niệm, đã không hứng nổi đến, lập tức thay đổi phương hướng xa xa né ra. Một đêm này, Kiều Ngọc Đông chính là như vậy vượt qua đấy, cảm nhận được càng thêm đáng sợ khí tức, tranh thủ thời gian chuyển biến phương hướng. Có hai lần, hắn đã bị hoàng thú phát giác, cho là mình đây một lần tuyệt đối trốn không thoát. Cái lúc này, vận may của hắn khí rốt cuộc đã tới. Cường đại hoàng thú chạy như điên, đuổi theo một hồi. Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một đầu mới đích con mồi, xa so kiều nguyên thần mỹ vị. Vì vậy, cường đại hoàng thú quay lại đầu đuổi theo cái khác con mồi. Hắn tránh được một kiếm, bất tri bất giác. Hắn tiến nhập một cái sơn cốc, Tại đây tự hồ so bên ngoài càng thêm hắc ám. Kiều Ngọc Đông nơm nớp lo sợ, một thân mồ hôi lạnh. Hắn ở chỗ này cảm giác không thấy nguy hiểm gì khí tức. Khả càng như vậy, hắn càng là bất an. Bởi vì hắn biết rõ nơi này là hổ sơn, hoàng thú chia các địa bàn, cho nên không có địa phương an toàn. Bước vào sân cốc về sau, hắn coi chừng cẩn thận, đi thẳng đã đến trong sân cốc ương, còn không có gặp được nguy hiểm. Kiều Ngọc Đông rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tại trong sân cốc tìm một cái thạch động, chuẩn bị nghỉ ngơi. Các loại trời đã sáng mới quyết định. Thế nhưng mà nghe tại hắn tiến vào thạch động ngồi xuống, chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Hắn ngẩng đầu là ngoại động bỗng nhiên xuất hiện hai điểm ánh lửa. Ngay sau đó lại là hai điểm, rồi sau đó càng ngày càng nhiều. Màu đỏ ánh lửa chen tới chen lui, thật giống như ma trời đồng dạng tại cửa động phiêu đạn lấy. Kiều Ngọc Đông tóc gáy sẽ xảy ra, cái này thạch động cũng không sâu, sau lưng của hắn tự là thạch bích, không đường có thể trốn, cửa động một khi bị phong kính, hắn cũng chỉ có thể đi theo chờ chết. Những cái kia màu đỏ ánh lửa càng ngày càng gần, Kiều Ngọc Đông đã nhìn ra, đó là tất cả chừng hai trượng cao khỉ đột khổng lồ, một thân màu đỏ sậm lông dài, trên người tản ra mùi tanh tử tanh tưởi theo hai tay đến phía sau lưng xương sống. Sinh trưởng lấy một ngã rẻ đào giống như bình thường sắc bén gai xương. Ngũ phẩm hoang thú thôn nhờ hỏa viên. Kiều Ngọc Đông trong nội tâm một mảnh bi thương. Hắn biết rõ chính mình chết chắc rồi. Thôn nhờ hỏa viên là ngũ phẩm hoang thú. Hơn nữa loại này hoang thú là ở chung đấy. Một ổ thôn nhờ hỏa viên ít nhất cũng có 7-8 chỉ. Mà bây giờ xem, ngoài động ít nhất tụ tạm hơn 10 chỉ thôn nhờ hỏa viên một chỉ hắn đã ứng phó không dưới, chớ nói chi là một đám rồi. Rống ngoài động truyền đến gầm lên giận dữ, sau đó là một mảnh hỗn loạn, thôn nhật hỏa viên vì tranh đoạt vào động quyền lợi tranh đấu mà bắt đầu. Theo chúng móng vuốt vung vẩy, mang đi ra thành từng mảnh màu hồng đỏ thẳm hỏa diễm, sóng nhiệt cuồn cuộn. Kiều Ngọc Đông tại trong thạch động đã cảm giác được nóng bỏng vô cùng. Thôn nhật hỏa viên tranh đấu cũng không có tiếp tục quá lâu một đầu rõ ràng cường tráng qua kháng đồng loại thôn nhật hỏa viên vừa xuất hiện, gào lên một tiếng. Cái khác thôn nhật hỏa viên lập tức phủ phục lui ra. Hiển nhiên, cái này một đầu thôn nhật hỏa viên là cái này, tộc đàn đầu lĩnh. Cái kia một đầu đặc biệt cực lớn thôn nhật hỏa viên đi tới. Kiều Ngọc Đông cảm giác được, đại địa tự hồ cũng đang rung rẩy Theo đầu kia thôn nhật hỏa viên đi tới, cho dù là Kiều Ngọc Đông thân cao chính xích, tại thôn nhật hỏa viên trước mặt cũng là đại nhân cùng hài đồng cảm giác. Một cổ cường hãn kỳ thật nương theo lấy đầm đạt tan tử đánh úp lại, Kiều Ngọc Đông toàn thân không thể động đậy, đẳng cấp thượng cực lớn trên lệnh lại để cho hắn không cách nào phản kháng. Thôn nhờ hỏa viên trong hai mắt, lóe một cổ tia sáng yêu dị, chậm rãi hạ thân, đánh giá Kiều Ngọc Đông. Kiều Ngọc Đông trong nội tâm một tiếng thở dài, nhắm hai mắt lại, thế nhưng mà hắn cá loại trong chốc lát, cũng không có trong dữ liệu trí mạng kịch liệt đâu nhất. Hắn mở mắt ra, lại phát hiện đầu kia cực lớn thôn nhật hỏa viên đang gõ lượng lấy chính mình. Mà ngoài động, còn lại thôn nhật hỏa viên tắt thì có chút không kiên nhẫn gào thét, tự hồ tại thúc giục cái gì. Thủ lĩnh quơ cực lớn đầu, đem Kiều Ngọc Đông nhìn trái nhìn phải, gầm nhẹ một tiếng, tự hồ có chút không vừa ý. Sau đó, nó vương mong vuốt, Kiều Ngọc Đông lúc này lại không cam lòng như vậy diệt vong. Phấn khởi tất cả của mình bộ lực lượng, gầm lên giận dữ. Võ khí hào quang theo thể nội bắn ra, đi ra, lại bị thôn nhờ hỏa viên thủ lĩnh, nhẹ nhẹ một chút. Một mảnh hỏa hồng quang diễm đưa hắn võ khí toàn bộ đánh sơ sát. Thôn nhờ hỏa viên mong phú rơi xuống suy si sụp, thế nhưng mà Kiều Ngọc Đông lại một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì đầu kia hoàng thú mong phú không phải rơi vào trên cổ cô hắn, mà là bắt được hạ thân của hắn kiều ngọc đông mở to hai mắt nhìn loại chuyện này hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp quả thật không thể tưởng tượng mà đầu kia thôn nhật hỏa viên thủ lĩnh bắt được hạ thân của hắn về sau nguyên bạn có chút không vừa ý ánh mắt bỗng nhiên trở nên hưng phấn lên ngao ngao một hồi gọi bậy bên ngoài thôn nhật hỏa viên đã nghe hiểu rồi cùng một chỗ hoàng hô lên kiều ngọc đông tự là người ngu cũng minh bạch muốn phát sinh cái gì hắn khóc không ra nước mắt Mảnh liệt phát lực muốn hướng thành động đụng đi qua, tuy nhiên lại đâm vào một cổ rắn chắc trên thân thể thôn nhật hỏa viên, thủ lĩnh chắn trước mặt hắn. Đầu kia giam tà thôn nhật hỏa viên lại một lần nữa bắt được hạ thể của hắn, rõ ràng còn nhẹ nhàng xoa nắng bắt đầu. Kiều Ngọc Đông xấu hổ và giận dữ muốn chết. Thủ lĩnh từ hồ đối với Kiều Ngọc đồng hạ thân biểu hiện rất không hài lòng, ngao kêu gào hai tiếng. Bên ngoài một đầu thôn nhà hỏa viên lập tức lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu tự chạy vội trở về cầm lấy một bả kỳ dị màu đỏ thủ lĩnh nhận lấy không khỏi phân trần nhét vào kiều ngọc đông trong miệng bắt buộc hắn nuốt vào cái loại này trái cây mang theo mãnh liệt thô tình hiệu quả kiều ngọc đông ăn hết không bao lâu đã cảm thấy toàn thân khô nóng tựa hồ có một đoàn liệt diễm tại trong bụng thiêu đốt không phát tiết đi ra muốn đem cả người hắn thiêu thành tro tàn thủ lĩnh cảm thụ được móng vuốt ở bên trong cầm chặt tiểu ngọc đông dần dần nổ lên hưng phấn mà ngao ngao gọi bậy đẩy ngã kiều ngọc đông xé nát y phục của hắn muốn ngồi trên đi bên ngoài thôn nhật hỏa viên đã tại ngao ngao thúc giục kiều ngọc đông rõ ràng lý trí thanh tĩnh lại khống chế không được thân thể của mình nghĩ đến ngoài động còn có nhiều như vậy thôn nhật hỏa viên xếp hàng hắn thật sự là hận không thể một đầu đâm chết Thế nhưng mà thủ lĩnh tự hồ rất rõ ràng, ý nghĩ của hắn. Một cổ hỏa diễm lực lượng đưa hắn toàn thân lực lượng giam cầm lại. Kiều Ngọc Đông trợn mắt tròn xoe, nhìn xem cái kia toàn thân tóc đỏ, thủ lĩnh trùng trùng điệp điệp ngồi xuống. Trong nội tâm một tiếng kêu rên. Hồng Vũ tại ngoài động chờ thời gian không sai biệt lắm. Tiện tay đem chính gặm quả dại vứt qua một bên đi. Cười hì hì cân nhắc. Hồng Khê thằng này lấy được xuân dược thật đúng là có tác dụng những này thôn nhật hỏa viên gần nhất, điên rồi đồng dạng khắp nơi tìm có thể giao, xứng giống được sinh vật. Hồng Vũ vài ngày trước mà bắt đầu ra tay an bài, hắn trước đem cái này thôn nhật hỏa viên tộc, đàn bên trong giống được toàn bộ đánh chết rồi, sau đó lại đàn thôn nhật hỏa viên, đám bọn chúng quả trong rượu hà độc, vượng loại hoang thú bản thân tự tính dâm, hơn nữa Hồng Khê lấy được những này dược, càng là dục hỏa phần thân, thiên trời không có phát tiết đối tượng, để đến lúc những này giống cái vườn lửa kiềm nén không được thời điểm, hắn tự ngôn ngữ kích thích Kiều Ngọc Đông, trên đường lại không ngừng đem ra sử dụng đẳng cấp cao hoang thú, ngăn chặn Kiều Ngọc Đông đường đi, rốt cục lại để cho hắn từng bước một đi tới tòa sân cốc này bên trong. Đầu kia thủ lĩnh tự hồ đối với Kiều Ngọc Đông, khí hình lớn nhỏ có chút bất mãn, như là có thể đem tự lấy dùng. Hồng phủ đoán chừng chuyện này đã triệt để tại Kiều Ngọc Đông trong nội tâm, để lại một cái thật sâu khuất bóng. Lúc này mới chậm quá đi tới. Thái cổ ma giống như đồ đằng khí thế một phát, là người động thôn nhật hỏa viên, kêu lên một tiếng tứ tán chạy trốn. Mà trong động cái kia chỉ thủ lĩnh, càng là trong một chớp mắt dục, hỏa toàn bộ tiêu tán, toàn thân lạnh bú. Một tiếng quái gọi vứt bỏ xích thân khỏa thân thể Kiều Ngọc Đông quay đầu bỏ chạy. Sau đó phanh một tiếng đâm vào cửa động trên thạch bích, đem một mảnh kia thạch bích đụng nát rồi đầu đầy máu tươi chạy như điên. Hồng Vũ vẻ mặt lo lắng xong tới, quát to một tiếng. Kiều Ngọc Đông! Kiều Ngọc Đông nằm trên mặt đất, da thịt tuyết trắng thương hiện đầy màu đỏ vết trảo, có chúng hơi nghiêng mặt, yên lặng địa chạy xuống nước mắt. Điệu bộ này rõ ràng là một cái bị thô bạo trà đạp tiểu cô nương. Cái đó còn có nửa điểm trước khi kiệt ngao bất tuần, cương quyết bứng bỉnh, yếu ớt tự tôn thủy tinh tâm bộ dáng. Hồng Vũ cởi xuống y phục của mình cho hắn đắp lên. Kiều Ngọc Đông ngồi xuống, khỏa nhanh Hồng Vũ quần áo, ôm đầu gối của mình gào khóc bắt đầu. Chương 6, thôn Nhật Hỏa Viên, Hạ. Hồng Vũ nhìn xem hình dạng của hắn, cảm giác, cảm thấy có chút là lạ, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên mồ hồi ác hàng, hay là nhanh đi ra ngoài đứng ở cửa động. Hắn đứng tại cửa động, không biết từ nơi này lấy ra đến một quả quả dại, gầm hai phần, bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Mình bây giờ nếu đứng tại cửa ra vào ngậm một điếu thuốc, có phải hay không càng hợp với tình hình? Ý nghĩa này lại để cho hắn càng đã lạnh mình, vội vàng phẩy phẩy đầu, trục xuất khỏi trong đầu của mình. Hắn đứng ở bên ngoài đợi chừng nửa canh giờ, Kiều Ngọc Đông mới từ bên trong đi ra. Trên người còn bọc lấy hồng vũ quần áo, hai con mắt tựa như cây đào mật. Ta... ta muốn tắm rửa. Hắn thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Hồng Vũ ho khang hai tiếng, chỉ một cái phương hướng. Kiều Ngọc Đông lại do dự không tiếng. Hắn cúi đầu, một hồi lâu mới lên tiếng. Ta, ta không dám một mình đi qua. Hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái kết quả. Ném đi quả dại. Được rồi, ta tiễn đưa ngươi đi qua. Cách đó không xa có một dòng suối nhỏ. Bất quá đã kết băng. Kiều Ngọc Đông tìm một cái thủy đàm, đánh nát mặt băng nhảy vào đi, dùng sức xoa xoa thân thể của mình. Nhìn xem hắn cái dạng này, Hồng Vũ đột nhiên cảm giác được, có phải hay không đùa có chút quá mức rồi hả? Bất quá suy nghĩ một chút, thằng này trước khi cái kia chút ít sắc mặt, hắn cũng tự đem những thứ này hứa một điểm chịu tội cảm giác ném đến sau đầu. Kiều Ngọc Đông tắm rửa thời điểm, Hồng Vũ một mực ở một bên chờ, thật vất vả hắn giặt rửa đã xong, trời cũng sáng. Hồng Vũ theo không gian thiết giác bên trong tìm ra một bộ quần áo cho hắn, sau đó đối với hắn nói ra: "Ta cho ngươi xem xét một đầu tọa kỵ, đi với ta xem một chút đi." Hắn chầm chầm vào Kiều Ngọc Đông, như vậy nhiều lần rèn luyện mục đích chính là muốn đem Kiều Ngọc Đông trên người kiêu xa chi khí xóa, mà bây giờ đúng là kiểm nghiệm kết quả thời điểm. Kiều Ngọc Đông cúi đầu, không nói gì, một lát sau nhẹ khẽ gật đầu, Hồng Vũ nhẹ nhàng thở ra hắn cho Kiều Ngọc Đông chuẩn bị tọa kỵ là một đầu ngũ phẩm hoang thú băng thần kiêu. Loại này hoang thú ngoại hình như mã, lại toàn thân dài khắp chắc chắn lân phiến, hàm răng lành lạnh, coi như là giống như bình thường mạnh thú cũng muốn cảm bái hạ phong. Băng thần kiêu cao tới ba trận nữa, tương lai còn có tấn cấp trở thành tứ phẩm hoang thú băng thần cử kiêu khả năng. Hồng Vũ cũng không phải là không thể trực tiếp cho hắn tìm một đầu tứ phẩm hoang thú. Thế nhưng mà Kiều Ngọc Đông thất phẩm hồn tên thực lực, phối hợp một đầu ngũ phẩm hoang thú đã là cực hạn. Nếu là đổi thành tứ phẩm hoang thú, cho dù là có hồng phủ trợ giúp áp chế, kỳ sĩ cùng tòa kỵ tầm đó cũng rất khó hình thành ăn ý phối hợp, chẳng hiện tại nơi này phố chế. Kiều Ngọc Đông mắt thấy hồng vũ dễ dàng hàng phục một đầu ngũ phẩm hoang thú về sau. Nguyên vốn đã cá chết đồng dạng hai mắt, rút cục toát ra một tia rung động. Thẳng đến lúc này, hắn mới xem như chính thức minh bạch chính mình cùng Hồng Vũ ở giữa trên lệch đến tụ cùng, đến cỡ nào cực lớn. Hai người mang theo băng thần kiều về tới trại huấn luyện. Kiều Ngọc Đông khơm người hướng Hồng Vũ thi lễ, tự yên lặng về tới chỗ ở mình tiểu đội. Hồng Thân cùng Hồng Dần xuất hiện tại thiếu gia bên người, hỏi, thiếu gia, tình huống như thế nào đây? Hồng Vũ sờ mó xuống ba, kích thích có chút đại, bất quá hiệu quả rất tốt, đoán chừng vượt qua một thời gian ngắn, chờ hắn cảm xúc phục hồi như cũ, tự không có vấn đề gì rồi. Hai người lúc này mới thở dài một hơi, Hồng Thân bỗng nhiên mở miệng nói, ta vừa mới nhớ tới, từ hồ Kiều Ngọc Đông lúc nhỏ đánh qua thiếu gia, ngài thờ xác định ngài là vì trợ giúp Kiều Ngọc Đông, mà không phải quan báo tư thù. Hồng Vũ vẽ mặt chính khí nghiêm nghị, đương nhiên không phải, mười mấy tuổi sự tình, ngươi cho rằng ta sẽ nhỏ mọn như vậy, một mực ghi hận đến bây giờ. Hai người lý nhìn nhau, cùng một chỗ nở nụ cười. Là chúng ta suy nghĩ nhiều, thiếu gia tuyệt đối không phải loại người như vậy. Hồng Vũ nghe được hai người nghĩ một đàn nói một nẻo, nhất thời im lặng. Kế tiếp hơn 10 ngày, tất cả mọi người tại hổ trong núi huấn luyện. Tới gần cửa ải cuối năm còn có 3 ngày thời gian. Hồng Vũ rốt cục tuyên bố tạm thời giải tán, về nhà lễ mừng năm mới. Hồng Vũ đem sở hữu tất cả hoàng thú thu vào phong ấn thiết bài. Hắn trên thực tế so các kỵ sĩ còn muốn vất vả. Mỗi cách 7 ngày, phải đến hổ sơn đem hoàng thú nhóm. Đám bọn họ phóng xuống hoạt động thoáng một phát. Bằng không thì hoàng thú lực lượng tự tất nhiên suy yếu. Phản hồi phủ đô trên đường, Hồng dần đã tìm được quan lăng cùng tô tam bọn người, giao cho bọn họ mỗi người một cái thẻ bài. Thẻ bài sử dụng một loại đặc thù tài liệu chế thành, Suốt từ đại hạ thần xưởng không phải vàng, không phải mọc, khó có thể phỏng chế. Mỗi người thẻ bài lên đã có khắc một chỉ mảnh hổ đồ án, mặt sau thì là tên của bọn hắn. Chỗ bất đồng chính là người bình thường danh tự phía dưới chỉ có một đạo màu bạc gạch ngang, mà tô tam có một dài một ngắn, quan lăng thì là cả hai cái lớn lên. Chúng ta cái này chỉ kỵ binh đoàn, trước mắt hay là đại hạ cơ mật, bởi vậy không có cố định biên chế, bất quá bệ hạ đã hạ chỉ, chúng ta tạm thời thuộc sở hữu tại vũ liệt tinh doanh, nhưng không phải bình thường binh sĩ, thấp nhất cấp bậc cũng là thập nhân trưởng, tô tam là phó bạch hộ, quan lăng là bách hộ. Mọi người vui mừng quá đổi, bọn họ cũng đều biết đi theo hồng phủ, khẳng định rất có tiền đồ, chỉ là không nghĩ tới chỗ tốt đến nhanh như vậy. Tự lớn một chút nói, bọn hắn hiện tại cũng là viên chức rồi, bởi vì vũ liệt tinh doanh khả không phải bình thường quân đội đó là đại hạ tinh nhuệ nhất bộ đội tại đây một cái thập nhân trưởng chống đỡ mà vượt những bộ đội khác một cái bánh hộ rồi mà đã có cái này chức vụ đại hạ quy định là muốn thông báo quê nhà đấy lần này tử đây là làm rạng rỡ tổ tông lót bên trong áo hay chăn mặt mũi toàn bộ đã có năm nay tuy nhiên không thể về nhà lễ mừng năm mới thế nhưng mà dĩ vãng làm thời sang thời điểm cùng đồng dạng vài năm mới có thể trở về một chuyến gia. Mà năm nay thì có chức vụ, trả giá thì có hồi báo. Trong lòng mọi người càng là một mảnh lửa nóng. Lúc trước quyết định không có sai, khá tốt chính mình bắt được cơ hội này. Không muốn như chu phương thằng ngốc kia dư đồng dạng không công buông tha cho. Đợi mọi người đã đi rồi, Hồng dần lưu lại quang lăng, thấp giọng nói. Hồng phủ tại vũ đô trình nội cũng có một ít bất đồng sản, chuyên môn dùng để an trí trong phủ gia tướng thân thù. Tuy nhiên, không tại huân quý khu nội, nhưng điều kiện cũng rất không tồi. Nếu như cần, ngươi có thể đem sư phụ ngươi nhận lấy. Quý phủ an bài có người đặc biệt chiếu cố bọn hắn. Hoàng lăng mắt đục đỏ ngầu, thanh âm có chút nghẹn ngào. Cảm ơn dân thúc. Hồng dần cười cười. Cảm ơn ta làm gì? Muốn tạ cũng là thiếu gia. Quan lăng gật gật đầu, nhìn nhìn phía trước bị 18 vỏ cơ sao quanh trăng sáng giống như bình thường vây vào giữa Hồng Vũ, âm thầm thở dài, trong nội tâm bỗng nhiên có chút chua xót. Hồng Vũ nói không sai, 18 vỏ cơ rất hộ thật, cửa ải cuối năm trước 3 ngày này vốn nên là thoải mái nhất 3 ngày. Thế nhưng mà Vũ Đô nội thành, tường hòa vui mừng không khí xuống, lại mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Tầm thường dân chúng tự nhiên hảo vô sở giác, tiểu hài tử đi đầy đường tán loạn, đốt pháo pháo, ăn kẹo người, đại nhân tác thì vội vàng xử lý đồ Tết, chuẩn bị một ít lễ mừng năm mới dùng đồ vật. Mà đám quyền quý bọn họ tác thì đang khẩn trương, chuẩn bị lấy khác một việc. Hoàng đế đã tuyên bố, đêm trừ tịch, đêm 30, sẽ trong hoàng cung xếp đặt buổi tiệc tại quần thần cùng hoang. Còn lần này cung đình thịnh yến trọng đầu hí, tiếng mục áp chảo, đương nhiên là luận võ chọn rễ. Mặc dù mọi người đều có thể nhìn ra được, cực kỳ có sức cạnh tranh không có gì hơn tam phương thương lan cao thành hoàng cùng hà sung nhưng là mỗi người đã trong lòng còn có may mắn nó không chừng chính mình vận khí tốt những người khác ngao cò tranh nhau cuối cùng chính mình được lợi đây này bởi vậy nguyên một đám dụng tam chuẩn bị có thể động dụng tài nguyên toàn bộ vận dụng mưu cầu tại trong thời gian ngắn đem thực lực của mình tăng lên một đoạn đây chính là thiên vũ công chúa bệ hạ thương yêu nhất tiểu nữ nhi cưới nàng, không những mình, ngày sau toàn cả gia tộc cũng muốn đi theo hưng vượng lên. Tự kể cả Cao Thành Hoàng cùng Hà Sùng cũng làm mặt ngoài nhẹ nhõm âm thầm cẩn thận chuẩn bị, Duy chỉ có Hồng Vũ thoải mái nhàn nhã trải qua thời gian. Ngày hôm nay, Hồng Vũ mang theo tiếu nhớ bột nước mua sân phấn bột nước trở về, chuẩn bị phân cho mọi người. Mặt cơ chào đón, mang thứ đó nhận lấy, sau đó cười nói, thiếu gia, ta đem ngươi theo thôn nhân hóa viên trong sào huyệt vơ vét rượu trái cây nóng lên nhân lúc còn nóng uống chút ấm áp thân thể hồng vũ lắc đầu liên tục ta mới không uống đâu rồi ta thế nhưng mà nghe nói đám này khỉ con cất rượu thời điểm muốn hướng bên trong nhổ nước miếng không chuẩn còn đi tiểu đâu rồi ta không có nặng như vậy khẩu mặt cơ nháy mắt mấy cái thật sự hồng vũ một phát miệng ngươi ngẫm lại một đám cầm thú có thể có nhiều sạch sẽ Vậy ngươi đại thật xa đem những này hầu nhi tử làm cho hồi trở lại tới làm gì? Mặt cơ không cần hỏi, Hồng Vũ trùng nàng nháy mắt ra hiệu. Hiển nhiên, thiếu gia là nghẹn lấy xấu đâu rồi, xem ai không vừa mắt, thỉnh ai uống hầu nhi tử, nghe thật đẹp dịu. Trên thực tế đâu rồi, thỉnh người uống hầu tử nước miếng. Hỏa phân cơ đụng lên đến, một bên đảo Hồng Vũ mang về đến sân phấn bột nước, vừa cười nói ra, muốn ta nói, nhất định phải thỉnh cái kia cao thành hoàng đến nếm thử. Hồng Vũ cười ha ha, hay là tiểu hỏa nhi hiểu được thiếu gia tâm tư. Điện hạ, điện hạ ngài không thể đi vào, tốt xấu ngài để cho ta thông báo một tiếng. Hồng Khê lo lắng thanh âm truyền đến. Mai Thiên Vũ đầu thèm cái này đẩy cửa xong vào. Hồng Vũ rất phiền muộn. Ngày mai bắt đầu ta tự trần truồng khỏa thân thể trong nhà. Ngươi còn dám như vậy xong tới. Thấy cái gì ta khả không bảo đảm. Mai Thiên Vũ vùng tay lên. Ta tìm ngươi có chính sự. Hồng Vũ ý bảo mặt cơ các nàng đi ra ngoài. Cho dù mặt cơ các loại nữ, đối với đem Hồng Vũ cùng Mai Thiên Vũ một mình, lưu trong phòng rất có chút ít lo lắng, cũng không dám tại Mai Thiên Vũ trước mặt làm càng. Đợi các nàng sau khi ra ngoài, Mai Thiên Vũ tội liên đới cũng không ngồi, kéo Hồng Vũ tụ đi. Thương Lan người đã đến. Đau khinh nguyệt lúc ban đầu muốn phản hồi Thương Lan, lại được cho biết tuyết rơi nhiều phong đường. Theo Vũ Đô, phản hồi Thương Lan thập phần không dễ, làm cho nàng ở đến ngày mai đầu xuân. Nhưng trên thực tế, đau khinh nguyệt bản thân tu vị không tầm thường, mà hộ vệ của hắn tự càng không cần phải nói. Cho dù là tuyết rơi nhiều, bay tán loạn, cũng không có khả năng ngăn lại đau khinh nguyệt một đoàn người. Thương Lan đế quân cùng Vũ Tông Hoàng đế đã nói như vậy, là muốn đem đau khinh nguyệt ở lâu một thời gian ngắn nhiều làm cho nàng tiếp xúc mấy vị hoàng tử, nhìn xem có hay không hòa thân hy vọng. Nhưng mà đau khinh nguyệt tự hồ, đối với đại hạ các hoàng tử hứng thú thiếu thiếu, vũ tông hoàng đế cũng đã mất đi tin tưởng. Thương Lan đế quần bên kia tự đưa ra mặt khác, một loại hòa thân phương án, tự là thương lan ra một vị vương hầu chi tử, cưới vợ thiên vũ công chúa. Tuy nhiên con đường khó đi chỉ là lấy cớ, nhưng hiện tại thật sự con đường khó đi, hơn nữa làm ra quyết định này về sau còn lại thời gian đã không nhiều lắm rồi tin tức truyền quay lại thương lan bên kia còn muốn xác định người chọn lựa vì vậy thương lan người ra roi thúc ngựa chạy tới đúng lúc là hôm nay đã đến cái này khả đang mang thai thiên vũ chung thân hạnh phúc nàng đương nhiên không dám qua loa vừa nghe nói tin tức lập tức tự vào tới hồng phủ đến tìm hồng vũ hồng vũ cũng biết đang mang trọng đại nắm lên một bên áo ngoài vừa đi một bên xuyên đeo đến chính là ai? Hiện tại còn không biết, bớt quá nhất định là cái không dễ ứng phó đối thủ. Tại trước mang người đi xem, biến mình biết người, mới năng bách chiến bách thắng.